Các bạn đang xem trên tay tôi đó là bảng ép của xe Mitsubishi Chiton trực tiếp từ Mitsubishi An Việt nhập khẩu và phân phối. Các bạn xem trên sản phẩm nó gồm có cả mã của sản phẩm luôn. Mã sản phẩm. Đây, trực tiếp tôi sẽ mở. Để các bạn sẽ nhìn được bản ép trên này là trực tiếp của Mitsubishi, bản ép của xe Mitsubishi Chiton. Xin lỗi các bạn vì cái này là không đeo găng tay, khi mở ra thì nó gây bị gì hơi dầu, tôi chưa mở các bạn được. Đây là chỉ hãng 100% trực tiếp phụ tùng Mitsubishi An Việt nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam. Các bạn xem đây, hàng này nó sẽ khác so với hàng khác, mã nước các thứ trên sản phẩm đều có đầy đủ.